Mới đây, tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, Hoa Jimmy Đinh đã tiết lộ đôi điều về chuyện tình duyên hiện tại và khái niệm của mình về tình yêu. Cô tâm sự khá dài. Bây giờ, tôi chỉ sống cho chính mình. Tôi thừa nhận, mình có rất nhiều người theo đuổi, họ làm điều này, điều kia cho tôi. Nhưng tôi không bị xiêu lòng. Ba mẹ tôi có lo lắng về chuyện con gái lập gia đình nhưng biết làm sao được, tôi chọn lựa như thế mà. Tôi đang cô quạnh và không ở trong bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào. Tôi không nói chẳng ai thích mình, ngược lại có nhiều người theo đuổi, nhưng vấn đề là tôi có thích hay không. Tình yêu là sự đồng điệu về cảm xúc mà tâm hồn. Tôi chưa tìm được người nào khiến mình có cảm tin cậy và bồi hồi nên tôi vẫn cô quạnh. Nhiều anh em tôi cũng hỏi có phải mi đơn quá kén cá chọn canh hay không mà có người quá tốt chờ đợi, chuẩn bị bảo vệ, chở che cho mình mà lại không thích. Bạn bè tôi tức tối lắm, họ nhất quyết phải tìm cho được nguyên nhân vì sao tôi từ chối. Họ hỏi tôi rằng mi đơn thực sự đang tìm kiếm cái gì ở người con trai. Tôi chẳng chọn gì hết, nếu có tiêu chí hay chuẩn mực nào đó thì đã dễ chọn rồi. Còn đằng này tôi chẳng có bất kỳ tiêu chí nào hết nên cứ vậy thôi. Người con trai chưa làm tôi rung động vẫn chưa xuất hiện, biết làm sao bây giờ. Tôi chẳng sốt ruột gì hết, cứ chậm chậm thôi. Mình đã không chủ động tìm kiếm, đến lúc người ta ngược vào tôi còn phủ phàng từ chối nữa. Tôi làm vậy với nhiều người lắm rồi. Theo các anh trai nhận xét thì tôi là cô gái lạnh lùng. Tôi sẽ nói em không thích hoặc là em thích. Tôi khỏe mạnh nói ra những lời đó. Đôi khi sự khỏe mạnh của mình làm cho trái tim các anh trai tan nát nhưng đành chịu, vậy thế hệ rõ ràng ràng. Như vậy, có thể thấy, ở cái tuổi gần quá lứa lỡ thì, Mi Đinh vẫn là một bóng hồng duyên dáng, được biết bao chàng trai si mê, theo đuổi, nhưng cô vẫn kiên quyết chối từ và còn phũ phàng. Vậy, Mi Đinh đẹp và giỏi cỡ nào mà lại khiến nhiều anh chàng đợi chờ, dù phũ phàng từ chối như vậy? Hoa Di có vẻ đẹp sáng suốt, mong manh, khiến con trai muốn được che chở. Xét trong dàn Hoa Di cùng thời, Mi Đen không phải kiểu đẹp nóng bỏng, bốc lửa hay mặn mà, đàn bà. Cô nàng sở hữu nét đẹp trong sáng, sáng suốt và hàm răng khểnh tự nhiên. Vẻ đẹp của Mi Đen kém được ví với nàng Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp. Nét đẹp toát lên sự trong sáng, thuần khiết, tự nhiên, không giống với những nhan sắc dao kéo, tim filler hiện nay. Ngay cả đến hàm răng vốn bị tê là khấp khỉnh, Mi Đen vẫn giữ nguyên chứ không đi bọc răng sứ như nhiều ngôi sao khác. Điều này giúp cô giữ được vẻ tự nhiên, trẻ trung của mình. Khuôn mặt của Mi Đen khá bầu bỉnh, lại tròn trịa nên nhìn rất dễ thương và trẻ lâu. Bởi vậy, dù đã 30 tuổi, nhưng cô vẫn như chỉ thế hệ ngoài 20. Ở ngoài, Mi Đen không cao chỉ 1m80, nhưng cơ thể khá cân đối, săn chắc, đầy đủ ba dòng nhờ cần cù tập luyện thể thao. Nhờ đó, Mi Đinh mặc đồ, đặc biệt là váy hai dây rất đẹp và quyến rũ, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Mi Đinh tự nhận xét mình là người mong manh, nhẹ nhàng. Quả thực, Mi Đinh tuy không cao nhưng lại là kiểu con gái mà con trai rất thích, vì bé dài nhắn, tạo cảm dễ thương và cần được che chở, bao bọc. Đàn ông kém thích những cô gái như vậy hơn các chân dài quá cao to. Cô gái giỏi giang, thành đạt và tự lập. Tuy có bề ngoài mong manh, nhẹ nhàng nhưng Mi Đinh lại là một cô gái giỏi giang, thành đạt và tự lập. Mi Đinh từng đỗ Á khoa trường Đại học Kiến trúc danh lạnh chuyên ngành xây dựng thời trang và thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Cách đây một thời gian, công chúng đã không khỏi trầm trồ khi Mi Đinh công bố bảng điểm của mình tại trường đại học với con số khá cao. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mi Đinh hối hả được mời về làm trợ giảng tại trường Hutech, bước đệm để cô biến thành giảng viên nếu cố gắng theo đuổi. Đây là tấm vé bảo chứng cho học thức và trí tuệ của nàng Hoa Di xinh đẹp. Ở tuổi 30, Mi Đinh đã hối hả gây dựng được cơ nghiệp riêng, sở hữu khối tài sản kết xù. Hiện tại, Mi Đinh đã sáng lập cho mình một yêu đương hiệu thời trang riêng, đến nay sản xuất thành 3 siêu thị tại Sài Gòn. Thời trang là thế mạnh và chuyên ngành của Mi Đinh nên cô làm rất tốt. Ngoài thời trang, Mi Đinh còn cho ra mắt khu ăn chơi buôn bán đoàn kết ẩm thực thời trang tại Sài Gòn với số tiền đầu tư lên đến 15 tỷ đồng.
Điều này cho thấy, Mi Đinh đang là một nữ doanh nhân vô cùng quyền lực, thành đạt, sở hữu trong tay nhiều nhân viên. Như vậy, có thể thấy, Mi Đinh là mẫu đàn bà hoàn hảo mà cánh mày râu luôn mơ ước lấy làm vợ, xinh đẹp, trẻ trung, nhẹ nhàng nhưng tự lập, biết quản lý sở tế.